Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa bị công an bắt tại sân bay. Quả báo thường ập tới lúc mà con người ta đang hạnh phúc, tự tin nhất. Sau hơn một thập kỷ bày binh bố trận, luôn cúi nhẫn nhục chỉ để trả mối thù cho bố, thì giờ đây Nghĩa đã toại nguyện. Hắn ta đã khiến cho ông Trường phải trả giá. Hà đau đớn còn đoạt luôn cả công ty Lan Hà rồi bán với số tiền kếch sổ. Ngày mà hắn vui mừng đưa An Nhiên cùng Gôn ra sân bay để sang Canada sống cuộc đời sung sướng sau bao nhiêu năm cay đắng ủ mưu, thì giờ đây cũng chính là lúc mà nghiệp quả mới ập tới. Công an đã có mặt và đọc lệnh còng tay bắt Nghĩa quay trở về trong tiếng gào khóc sợ hãi của An Nhiên. Nghĩa kéo chiếc vali đi, bên cạnh là Nhiên đang khoác tay cùng bé Gôn tươi cười. À, thích quá, con được đi máy bay rồi nè. Chưa đâu con, chỉ cần Gôn ngoan thì sang Canada, bố và mẹ sẽ cho con tất cả mọi thứ mà con muốn, phải không bố Nghĩa? Nhiên nhìn Nghĩa mỉm cười. Ừ, anh sẽ cho em và con một cuộc sống như mơ ước, bù đắp lại những thiệt thòi mà những năm tháng qua em đã phải vất vả đợi chờ anh. À, tuyệt quá, bố thật tuyệt vời. Tiếng bé Khôn reo lên, cả gia đình cười tươi rạng rỡ trong niềm hạnh phúc tột cùng. Cả ba bước lên thang máy thì bất ngờ một người đàn ông xuất hiện trước mặt. Xin lỗi, anh có phải là Nguyễn Hữu Nghĩa không? Đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ? Nghĩa hỏi lại thoáng chút lo lắng. Tôi là công an điều tra, đây là thẻ ngành của chúng tôi. Nghĩa đét mặt lại nhìn An Nhiên và Gôn đầy lo lắng. Theo thông tin mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ tại công ty Lan Hà, anh là người có liên quan. Đồng chí công an lên tiếng. Không, tôi không liên quan, vụ án đó đã khép lại rồi mà. Chỉ ông Trường mới là người đưa hối lộ, Nghĩa hốt hoảng trả lời. Hồ sơ vụ án đã được cô Ngân Hà và anh Vũ lật lại và đang có đơn. Hiện tại mọi chứng cứ thu thập được đều cho thấy anh là người chủ mưu phía sau. Mời anh theo tôi về đồn. Không, không thể nào. Nhiên gào lên, chạy lại trước mặt đồng chí công an. Chồng tôi vô tội, không thể như thế được. Việc này, chúng tôi sẽ làm việc với anh Nghĩa tại cơ quan điều tra. Mời chị tránh cho. Không. Nghĩa vùng lên, bỏ chạy thục mạng, mặc cho tiếng Gôn văng vẳng. Bố, bố ơi. Nhưng không còn kịp nữa, các đồng chí công an mặc thường phục đã xuất hiện trước mặt, tóm lấy Nghĩa và ra chiếc còng số 8 vào tay hắn. Anh Nghĩa, anh Nghĩa. An Nhiên chạy theo phía sau gào lên. Nghĩa ngoái lại, nhìn đôi mắt lem nhem lệ. Nhưng đã quá muộn, hắn đã bị dẫn đi thẳng về đồn công an. Quả báo đã tới, những tội lỗi mà hắn đã gây ra giờ đây đã đến lúc phải trả giá. Nghĩa cay đắng, xót xa nhìn vợ, nhìn con, cứ tưởng rằng là giây phút đoàn tụ, hóa ra chỉ là chia ly.